Rồi, xin chào anh chị em. À, hiện giờ là 9 giờ 38 phút về Việt Nam vào ngày 18 tháng 6 2020. Thì chúng ta tiếp tục phân tích thị trường chứng khoán Mỹ. Thì bây giờ chúng ta vào trong cái nền tảng giao dịch của eToro để chúng ta phân tích ha. Thì trong quá trình đó là tôi chia sẻ cho chị những video trước đó là chia sẻ cách để chúng ta tạo cái smart watchlist rồi ha. Thì bây giờ chúng ta phân tích, chúng ta cũng đã thường xuyên phân tích những sản phẩm quen thuộc. Bây giờ chúng ta cũng đã quay trở lại thì hiện giờ chúng ta thấy nè, đầu tiên là chúng ta phân tích cái cổ phiếu Boeing ha, chúng ta xem này. Rồi, chúng ta lưu ý những cổ phiếu này, chúng ta thấy rằng là trong ngày hôm qua của cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì cổ phiếu Boeing hôm qua kia và cổ phiếu Boeing đã có cái sự sụt giảm cũng khá là đáng kể. Chúng ta thấy rằng là sau một cái giai đoạn tức là dịch Covid nó đã hoành hành, sau đó cái gì cái Boeing này nó cổ phiếu này nó đã lắng, nhưng mà sau khi là chính phủ Mỹ đã tuyên bố rằng là phải nên giải tỏa cái giãn cách xã hội, cái là cho vào các hoạt động bình thường, thì cổ phiếu hàng không đặc biệt là Boeing thì nó đầu nó tăng trưởng rất là mạnh. Nó tăng trưởng là cái dùng giá mà lúc trước đó, khi mà nó đang trong giai đoạn sideways thì nó dùng 1662, nhưng sau nó tăng tới đỉnh điểm đó là 232, thì nó tăng như thế này là nó gần 70 70 đô cho một cổ phiếu, dẫn tới là nhiều anh chị em đã kiếm lời rất là nhiều trong đây. Và sau đó thì những cái đoạn này nó từng cái tiếp thì nó dành lại dẫn tới là nó có một điều chỉnh giảm sâu hay giảm sâu, và đặc biệt là cái ngày trong những cái ngày mà trong tuần vừa rồi thì mà một số anh chị em cũng đã giao dịch theo cái cổ phiếu này, copy theo chiến lược chúng tôi thì đã có những cái lợi nhuận đáng kể, từ ở những cái mua những dùng giá đó là đây nè, tầm khoảng mở 185 là nó tăng lên tới là 208 luôn, mà đặc biệt anh em chốt là 204, 206 thì cũng lợi nhuận rất là đáng kể, nhiều chị em là kiếm cả chục ngàn đô đó. Thì sau đó là ngày kế tiếp đầu nó sẽ có được điều chỉnh giảm, và ngày hôm nay bắt đầu có sự tăng trưởng nhẹ trở lại. Đặc biệt chúng ta xem là dùng giá mở cửa ra nó là 187 thì bây giờ nó đã có tăng trưởng lên đây là 196, như vậy thì nó tăng là 9 giá 99 đô trên một cổ phiếu. Và khả năng là đối với cổ phiếu mà của Boeing này nó sẽ tăng trưởng tiếp tục khi mà tình hình kinh tế Mỹ bắt đầu gọi là đi vào hoạt động trở lại bình thường, thì đó là một những chỉ dấu mà chúng thấy rằng cổ phiếu Boeing có thể sẽ tăng trưởng trở lại nếu chúng ta đầu tư mua vào cổ phiếu này. Đặc biệt là vừa rồi thì có một cái cuộc gọi là cái nhận định của ông tổng Trump, ông nhận định rằng là cái ông Trump Warren Buffett đã bán phần lớn cổ phiếu của hàng không. Nhưng mà riêng Donald Trump thì dự báo là nó sẽ tăng, bởi vì thực sự ra bây giờ cái lời nói của Donald Trump rất là quan trọng. Ông ta nói cái lời nói ông ta sẽ có sức ảnh hưởng rất là cao, có thể là ông điều chỉnh chính sách để thứ nhất là kích thích cho những ngành nghề nào đó nó phát triển. Do đó mà sau khi Donald Trump phát biểu thì dẫn tới là cái đầu những cổ phiếu của ngành hàng không cũng đã được hỗ trợ và tăng tăng cũng đáng kể, đặc biệt là khối Boeing. Chúng ta như vậy đó là việc khối Boeing. Như vậy thì hôm nay dùng giá hiện giờ nó là 195, 195 giá 195 đến 99, thì thật sự ra thì dùng giá này chúng ta không thể mua được. Chúng ta mua được thì chúng ta hãy chốt lời nên dùng giá cỡ như 120 thôi, 120 thôi, 95 tức là chúng ta chốt lời tầm khoảng cỡ như 10 đô, 20 20 đô cho một cổ phiếu. Như vậy thì nó cũng khá là tốt. Và đối với việc chúng ta mua cổ phiếu này nó cũng đơn giản lắm, có nền tảng Toro này chúng ta mua nè, chúng ta chân đơn giản chúng ta mua, chúng ta click vào đây nha, muốn mua click vào đây mua, sau đó chúng ta chọn nè, đơn vị là lực lượng mẩy nè, đầu tiên chúng ta chọn lực lượng mẩy như 1 hay là bao nhiêu, hay 1 2, thấy không? Thế dù 1 2 thì lúc này dụ như chúng ta bỏ ra bây giờ cổ phiếu đó là như đây 196, thì bây giờ chúng ta bỏ dụ như 1.000 đô đi, thì chúng ta mua bao nhiêu đơn vị, ví dụ như 1.000 đô 1 2 3 thì coi như chúng ta sẽ mua được 3, như đây 1.000 đô chúng ta mua được 10 đơn vị, 10.19, tức là 10 đơn vị ở đây có nghĩa là chúng ta mua được 10 cổ phiếu đó anh chị, thấy không? Biểu đó. Và chúng ta mua vô một cái thì nó stop loss là 500 đô ha, chúng ta lời là 10.000 đó. Thì khi mà ở đây nó có mức là stop loss và TP gợi ý luôn đó. Thì giờ chúng ta ví dụ như chúng ta chấp nhận là lỗ 50% số vốn đầu tư thì chúng ta tích cái là tự động là nó sẽ ấn định này luôn, chúng ta nhân hai ha, cho ta bấm vào bên trên nè, đúng không, chúng ta chọn này mua, được chưa, chọn bên trên đúng không, chúng ta lại ha mua ha, được chưa, 1.000 đô, được chưa, như hai, được chưa, ngồi nha, rồi bấm bên chơi đó, chúng ta vô lệnh coi như lúc mà chúng ta coi nè portfolio, rồi chúng ta vô trong phục portfolio là chúng ta đã mua cổ phiếu nè, tức là chúng ta mua 20 đơn vị ha, 20 đơn vị dùng giá là 196.39, được chưa. Rồi giờ hiện giờ chúng ta lỗ tạm thời là 94.9379 đô đó, thì chúng ta cứ để như vậy thôi, coi như là chúng ta đã đưa chiến lược ra chúng ta mua lại. Thì coi như chúng ta đã vừa coi phân tích xong cái cổ phiếu B gọi là Boeing, là chúng ta khả năng mua được những dòng giá hiện tại là tức là 196,
Ngoài ra chúng ta xem những cổ phiếu khác. Đây, cổ phiếu Amazon thì khá cao rồi, cao thì thực ra cổ phiếu này giờ cũng không có dấu hiệu tốt để mua nữa, à, nó đã cao chúng ta mua rủi ro, chúng ta để thôi cho điều chỉnh ha. Cái cổ phiếu khác rồi, Apple, Apple cũng vậy luôn, không có tín hiệu tốt nha anh chị nha. Facebook đúng chưa, Facebook rồi, Facebook cũng vậy ha, dùng giá thì khá cao rồi. Thôi tạm thời là chúng ta bỏ qua những sản phẩm đó. Tóm lại là đặc biệt chứng khoán Mỹ thì hiện giờ có cái cổ phiếu mà chúng ta thể mua được, đó là cổ phiếu Boeing đó. Thì tôi sẽ dừng lại video đây để anh chị có thể nghiên cứu và thể xem xét để chúng ta vào lệnh nha. Rồi chúc anh chị giờ thành công và chúng ta hẹn gặp lại video kế tiếp.